Xin chào mọi người, là mình Châu Châu đây. Hôm nay Châu Châu rất là vui khi lại được ngồi đây cùng chia sẻ với các bạn những cái thông tin hữu ích về cái việc mang thai ha, cũng như là cái quá trình nuôi con nhỏ như thế nào. Thì như các bạn đã biết đó, người Việt Nam mình luôn coi con cái là cái mối dây gắn kết cái tình cảm vợ chồng. Sau một cái khoảng thời gian mà kết hôn ha, nếu không dùng biện pháp tránh thai nào mà vẫn chưa có em bé, chưa có tin vui thì các bạn hãy theo dõi ngay cái clip của Châu để tìm ra những cái cách, để biết được những cái cách mà Châu đã nhanh có em bé như thế nào ha. Cái điều đầu tiên là các bạn phải theo dõi cái chu kỳ kinh nguyệt của mình để xác định được cái thời điểm rụng trứng ha. Sở dĩ Châu nói như vậy á, tại vì cái thời điểm mà dễ thụ thai nhất là tầm khoảng 2-3 ngày trước khi trứng rụng cho đến cái ngày trứng đã rụng ha, thì cực kỳ dễ thụ thai trong cái giai đoạn này luôn. Thì đối với những bạn mà kinh nguyệt nó đều á thì dễ xác định lắm. Thì cái ngày rụng trứng á, là tầm khoảng 2 tuần sau cái ngày đầu tiên mà chúng ta hành kinh á, đó chính là cái ngày rụng trứng ha. Còn cái những bạn mà kinh nguyệt không đều, ví dụ như Châu chẳng hạn á, thì một là các bạn sử dụng cái que thử rụng trứng, các bạn phải thử liên tục trong 3 cái chu kỳ ha, chứ không phải là thử một chu kỳ này á, nó đúng đâu, thử 3 chu kỳ để chúng ta tìm xác định đúng là khi nào chúng ta rụng trứng. Cái cách mà Châu đã làm á, thì Châu không có dùng cái que thử này mà Châu trực tiếp cho đi khám bác sĩ luôn để siêu âm canh trứng, là nó là chính xác nhất á. Và các bạn cũng không cần phải nhịn cho đến cái thời điểm này chúng ta mới yêu đâu, chúng ta cứ sinh hoạt bình thường thôi, và đến cái thời điểm mà dễ thụ thai này á, thì mọi người tăng năng suất lên một chút xíu, thay vì một tuần 2-3 lần á, thì cái thời điểm này mọi người có thể là yêu mỗi ngày luôn ha. Đó là cái điều đầu tiên. Rồi đến với cái điều thứ hai á, mà có thể là giúp chúng ta là thụ thai được nhanh hơn, đó chính là phải chuẩn bị sức khỏe cho cái người phụ nữ thật là tốt. Tất nhiên là ăn uống là phải khoa học rồi, không có ăn thức ăn dầu mỡ này, rồi không có ăn đồ ngọt nhiều. Nói chung là người phụ nữ phải kiểm soát cái cân nặng của mình thì cái khả năng mang thai nó sẽ tốt hơn ha. Ngoài ra thì mọi người có thể là bổ sung thêm một số loại thuốc bổ. Đầu tiên là tinh dầu hoa anh thảo. Thì bản thân của Châu á, trước khi mà có em bé thì Châu đã bổ sung cái tinh dầu hoa anh thảo này trước thời điểm đó khoảng 1 tháng ha. Ngoài ra thì hàng tháng mọi người nên bổ sung thêm sắt ha. Thì cái cách dễ nhất là mọi người cứ ra ngoài tiệm thuốc á, mua cái loại sắt Ferrovist á, và một tháng mọi người cứ bổ sung một vỉ là khoảng 10 viên cho Châu. Thứ nhất là sau khi chúng ta hành kinh xong á, thì cái thuốc sắt này á, nó sẽ bổ sung lại cái lượng máu mà chúng ta đã mất đi trong cái thời gian mà hành kinh, là cái thứ nhất. Hoặc là khi mà bổ sung sắt như vậy á, mà cái giai đoạn đầu á, mà cái tuần thai nó còn nhỏ, chúng ta chưa có phát hiện ra, thì cái sắt này á, nó giúp rất là nhiều. Tại vì em bé những tuần đầu mà thiếu sắt ha, cực kỳ dẫn đến cái việc mà dị tật ống thần kinh, thành ra cái việc bổ sung sắt này rất là cần thiết ha. Rồi đến với cái điều thứ ba, cái này là liên quan đến các anh chồng ha, là tăng cường chất lượng tinh trùng bằng cách là không rượu bia thuốc lá nha. Cái này là chắc chắn rồi. Và cái chế độ của các anh á, cũng giống như là các cô vậy đó, là mình cũng ăn nhiều rau xanh nè, kiêng các thức ăn dầu mỡ này, nhiều đường cho Châu, thì cái tinh trùng á, nó mới khỏe mạnh được. Còn nếu các anh hơi lớn tuổi một chút xíu thì chúng ta có thể bổ sung thêm cái viên uống tinh chất hào ha, để tăng cường sinh lý cũng như là tăng cường cái chất lượng tinh trùng ha. Rồi đến với cái lưu ý thứ tư mà dễ có em bé, tăng cái khả năng thụ thai, đó chính là cái tư thế sau khi yêu. Thì bình thường mà sau khi yêu xong thì chúng ta sẽ có cái thói quen là chúng ta sẽ đi tắm rửa vệ sinh liền ha. Thì cái điều này nó rất là không nên luôn. Thì sau khi mà yêu xong á, thì các bạn nữ cứ cố gắng nằm yên một chút xíu, nằm thư giãn một chút xíu ha, lấy cái gối kê cái chân cao lên và nằm khoảng một tiếng cho Châu. Đó, cái cách này á, Châu đã thực hiện và thực sự nó rất là hiệu quả luôn đó. Đó, rồi sau một tiếng đó là các bạn có muốn đi vệ sinh hay là muốn đi làm gì cũng được, nhưng mà lưu ý nhớ nha, yêu xong nhớ nằm nghỉ kê chân cao cho Châu ha. Rồi đến với cái cách thứ năm mà Châu đã làm để nhanh có em bé, nhanh thụ thai, đó là giữ cho mình một cái tinh thần hết sức là thoải mái. Các bạn đừng có suy nghĩ trong đầu áp lực, trời ơi phải có em bé, phải có em bé. Trời ơi, nếu mà áp lực
thì cái khả năng thụ thai á, nó giảm ha, và càng 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 chậm có em bé nữa, thành ra mọi người cứ thư giãn thoải mái, cứ tận hưởng yêu một cách vui vẻ hạnh phúc, không có gì hết, thì em bé sẽ đến kiểu như là rất là tự nhiên thôi, thành ra mọi người cứ thoải mái thôi ha. Rồi nếu mà đã thực hiện những cái cách của Châu mà trong vòng một năm các ba các mẹ vẫn chưa có tin vui thì lúc này Châu khuyên mọi người là nên đi khám, và khi mà đi khám thì phải đi khám cả vợ lẫn chồng ha. Thì có thể là bác sĩ sẽ cho vợ chồng làm một số xét nghiệm máu, riêng vợ thì có thể là siêu âm thêm để coi buồng trứng tử cung có gì bất thường không, cản trở đến cái việc mà thụ thai không. Còn về các ông chồng thì có thể là làm cái tinh dịch đồ để coi cái chất lượng tinh trùng của ông chồng như thế nào ha, ảnh hưởng như thế nào mà lại chưa có em bé ha. Đó, hy vọng những cái chia sẻ của Châu ngắn thôi nhưng mà có thể là giúp ba mẹ nhanh có tin vui, nhanh có em bé. Chúc mọi người là thực hiện được mong muốn của mình ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Châu nhé. Nếu mọi người là lần đầu tiên coi clip của Châu thì nhớ nhấn like và subscribe để theo dõi tiếp những clip bổ ích của Châu tiếp theo nhé.